Hồi còn bé thì một hôm tôi có thấy mấy cái hình của những người theo đạo Kitô, những cái tấm hình in bằng màu rất đẹp, rất là hấp dẫn. Ở trong đó tôi thấy có một tôi thấy một người đang được bảo vệ bởi một thiên thần. Cái hình của cái người đó đang đi hoặc đang đứng hoặc đang ngồi đang làm việc, mà phía sau người đó có một thiên thần đang bảo vệ cái người đó. Và cái hình ảnh đó rất là hấp dẫn. Khi mình đi, mình đứng, mình làm việc thì có thể là nó có những cái hiểm nguy đang chờ đợi mình, những cái tai nạn đang chờ đợi mình. Mà nếu trong lúc đó mình được một thiên thần vô hình luôn luôn theo sát mình để bảo vệ thì đó là cái điều rất là quý giá mà ai cũng mong ước có như vậy. Mỗi người có một một thiên thần đi theo để bảo vệ cái âm trời. Tôi còn nhớ những cái bức hình như vậy là in màu rất đẹp. Thiên thần thì có cánh và mình đi đâu thì cái thiên thần đó cũng đi theo hết bảo vệ. Ví dụ như mình đi thụt lùi mà mình sắp té xuống cái hố sâu thì thiên thần đưa tay ra đỡ và tự nhiên mình ngừng lại, mình không có thụt lùi nữa và mình ngồi rơi xuống hố. Và cái tuổi thơ mà thấy như vậy rất lấy làm thích thú, nó ước gì mà mình có một thiên thần như vậy đi theo mình để yểm trợ mình suốt 24 giờ đồng hồ trong một ngày. Trong cái tín ngưỡng bình dân ở Việt Nam đó, thì cũng có những cái tương tự là mỗi người trong chúng ta được một cái thiên thần đi yểm trợ. Là chúng ta có những bà chúa như là chúa Thượng Ngàn, là chúa rừng, máu thủy, tức là ở dưới nước, những cái nhân vật như là bà chúa Liễu Hạnh, và những vị đó đều là những cái vị thần linh mà đi sát theo chúng ta để mà bảo vệ cho chúng ta. Ngoài ra lại còn có biết bao nhiêu là những cái nhân vật khác tùy tùng họ. Và nếu chúng ta có tín ngưỡng nơi Chúa Liễu Hạnh, nên mẫu thủy gọi là Việt Nam gọi là mẫu hoài, thì các vị chúa đó sẽ cử một một thiên thần đi theo chúng ta để yểm trợ cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Những cái cầu nhỏ nhỏ rất là linh thiêng đi theo chúng ta để yểm trợ. Tín ngưỡng đồng bóng ở Việt Nam là một tín ngưỡng rất là phổ thông, rất là hấp dẫn. Và trong cái tín ngưỡng đó, người ta tin rằng mỗi người trong chúng ta nếu là một cái tín đồ chân thành thì luôn luôn có một cái hình bóng đi theo yểm trợ cho mình. Trong đạo Bụt chúng ta cũng học cái phương pháp gọi là phòng hộ, tại vì tất cả chúng ta đều có cái khuynh hướng lo sợ cho cái an ninh của mình,
không biết rằng cái tai nạn nó sẽ xảy ra cho mình lúc nào. Cho nên mình rất cần có một cái lực lượng yểm trợ và phòng hộ cho mình. Thì khi mình thực tập, mình biết rất rõ rằng là chánh niệm, tức là cái thiên thần đó yểm trợ cho mình. Tiếng Pháp là An Lăng Sơ Phô Tích Tư. Lăng Sơ Phô Tích Tư. Và mỗi người chúng ta cần phải có một cái thiên thần để bảo trợ mình. Và trong sự thực tập của chúng ta thì chúng ta làm thế nào để cho cái thiên thần bảo trợ đó luôn luôn có mặt, trong khi đi, trong khi đứng, trong khi nói, trong khi cười, trong khi làm việc, để chúng ta khỏi phải rơi vào những cái tai nạn. Mà cái thực tập này rất khoa học, nghĩa là khi nào mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta đi mà chúng ta biết là chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta biết là chúng ta đứng, chúng ta đang nói, chúng ta biết là chúng ta đang nói, và chúng ta ngồi, chúng ta biết là chúng ta đang ngồi, thì cái thiên thần bảo hộ đó nó luôn luôn có mặt. Chúng ta biết như vậy, khi nào thiên thần đó có mặt thì ta biết, mà khi nào thiên thần đó không có mặt ta cũng biết, và ta chỉ có thể rơi vào trong những cái tai nạn khi nào cái thiên thần đó không có mặt mà thôi. Thiên thần đó nó có trong ta, và nếu ta muốn thì thiên thần đó sẽ bảo hộ cho ta suốt cả ngày lên. Đó là một thứ gạt được co thường trực, nó không phải là gạt được co để làm, tức là giữ cho cái tâm hồn mình luôn, giữ an ninh không phải cho cái thân thể mình thôi, mà giữ an ninh cho cái tâm hồn của mình. Chúng ta biết rằng trong những cái người đi xuất gia cùng một lượt với thầy Anan, có một thầy tên là Bhagya. Ông này cũng làm tổng trấn, quyền chức rất lớn, còn trẻ, thuộc về dòng giống hoàng gia. Và khi mà làm tổng trấn thì luôn luôn ông có một cái đạo binh đi theo. Tại vì mình làm lớn, mình có kẻ thù nhiều, vì vậy cho nên mình phải có gạt được con, phải có những cái một vệ sĩ đi theo để hỗ trợ. Ăn cũng phải có người gác, ngủ cũng phải có người gác, tại vì cái thân mạng mình có thể bị tiêu tan nếu mà để cho cái thù nó tới, nó phá phách. Thì khi mà Bhagya đi xuất gia rồi thì rất thảnh thơi, và thầy không có cần có một người lính đi theo để hầu hạ, đi theo để bảo vệ nữa. Vì vậy cho nên có một hôm trong đêm khuya ngồi thiền, cảm thấy hạnh phúc quá chừng, không có sợ hãi gì hết. Thay vì có một toán lính hầu hạ thì mình chỉ có chánh niệm, mình nó bảo vệ mình thôi. Vì vậy cho nên trong cái khi mà ngồi thiền đêm đó thì cảm thấy hạnh phúc lớn quá, không có sợ hãi gì cả, không có gì để sợ mất hết. Tánh mạng mình bây giờ không có ai muốn tới để mà lấy đi hết. Thì mấy cảm giác an lên hạnh phúc đó làm cho thầy thốt lên mấy chữ là: ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi. Hay là có một thầy ngồi bên cạnh không hiểu được, có tri giác sai lầm, là nghĩ rằng ông thầy này chắc là tiếc cái thời hống hách lúc làm tổng trấn, cho nên mới lên mắt với bụng. Thì bụng biết rằng là cái ông thầy này nghi không có đúng, cho nên bụng muốn gọi thầy Ba Gia tới để bụng hỏi trực tiếp, để mà giải tỏa cái mối nghi của thầy này. Thầy buộc hỏi thầy Ba Gia, hồi hôm thầy có trong cái giờ thiền định thầy có thốt lên hai lần cái câu ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi, phải không? Rồi thì thầy Ba Gia nói: dạ có, mà Thế Tôn, trong đêm con có thốt lên như vậy.
Và tại sao thầy thốt ra hai cái chữ đó? Thì thầy Ba Gia mới cắt nghĩa lại là ngày xưa con làm tổng trấn, con nơm nớp giữa hai cái ngày đêm, luôn luôn có những cái đám lính nó phòng về con, mà con ăn ngủ không ngon. Và bây giờ con đi tu rồi, con không có tên lính nào phòng hộ hết, nhưng mà con rất hạnh phúc. Và vì vậy cho nên sung sướng quá, con không thể nào kìm hãm được, cho nên con mới thốt ra hai chữ là ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi. Và nếu mà con có làm rộn một vài người bạn tu trong đêm khuya thì con xin sám hối. Thì sau khi nói như vậy thì cái tri giác sai lầm của thầy kia nó tan đi. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể được bảo hộ, được phòng hộ bởi cái chánh niệm của chúng ta, và chúng ta có một thứ gác được co thượng hảo hạng, mà không có một người nào có thể một người lính chuyên nghiệp nào mà có thể sánh bằng. Và đó là cái chánh niệm của chúng ta. Khi đi thì mình biết là mình đang đi, đơn giản như vậy. Bước từng bước chân vững chắc thấm thơi, đi biết là mình đang đi. Và khi uống nước thì biết là mình đang uống nước. Khi ngồi đây thì biết là mình đang ngồi đây. Rất là đơn giản cái phương pháp thực tập đó, nhưng mà không phải là mình muốn mình làm được, mình phải có sự tập luyện. Cho nên chúng ta thường tổ chức những khóa tu 5 ngày hay là 7 ngày, 1 ngày hay là 3 tháng để ý thực tập cái đó mà thôi. Ví dụ như là đi trong khóa tu 7 ngày là hết mỗi bước chân đi là mình đi theo kiểu đó. Mỗi bước chân là đều có vệ sĩ chánh niệm đi theo hết, không có để cho một bước chân nào nó lọt ra khỏi cái con mắt quan sát của chánh niệm. Mà tu tập như vậy trong một vài tuần lễ thì tự nhiên nó có một cái thói quen, nó có một cái tập khí mới. Và như vậy thì trong giờ phút nào, trong cái bước chân nào thì mình cũng có cái thiên thần bảo vệ đi theo hết. Mà đây là chuyện rất khoa học, rất thật. Khi có thiên thần đó đi với mình thì mình biết, mà khi mình đi bơ vô cùng mình có thể xa hầm hố, mình cũng biết. Cho nên tiếp xúc với hạt giống chánh niệm, mời chánh niệm lên ở với mình 24 giờ trong một ngày, đó là cái pháp môn của chúng ta. Tuy nhiên trong đời sống hàng ngày chúng ta có thể đánh mất cái khả năng đó. Chúng ta chưa được tập luyện, chúng ta có cái khuynh hướng, cái tập khí muốn chạy. Và khi mà chúng ta chạy như vậy đó thì chúng ta đánh mất những cái giây phút hàng ngày của sự sống. Chúng ta có thể là một nhân vật rất quan trọng. Có nhiều người muốn tới để gặp chúng ta. Chúng ta có nhiều vấn đề quan trọng phải giải quyết. Và trong ngày chúng ta luôn luôn bận rộn, và chúng ta bị kéo theo bởi những cái nhiệm vụ đó, những công tác đó. Và tuy là chúng ta là một người quan trọng, chúng ta không có thực sự sống được cuộc đời của chúng ta. Chúng ta bị công việc nó sai sử. Các vị thiền sư đã nói rằng, này quý vị bị 24 giờ một ngày nó sai sử, còn tôi thì tôi sai sử 24 giờ một ngày.
Câu nói đó đâu có khó hiểu gì đâu. Ai cũng có 24 giờ đồng hồ cả để sống cả. Nhưng mà người này thì bị 24 giờ nó sai sự. Và mình á, thì là mình sai sự được 24 giờ đồng hồ. Mình sai sự được là tại vì mình có chủ quyền. Mình có chủ quyền là tại mình có chánh niệm. Và cái pháp môn là lần mai là làm thế nào mình có chủ quyền trong 24 tiếng của đời sống hàng ngày. Và muốn được như vậy thì mình phải tập, phải tập tành, mình phải tu luyện. Và những người anh, người chị, người em của mình ở chung với mình đây cũng đang làm điều đó, cũng đang tu luyện. Đâu có cần phải thiên kinh vạn quyển mới có thể tu luyện được. Chỉ cần bước đi, chỉ cần ngồi xuống, chỉ cần mỉm cười, chỉ cần thở là mình có thể mời cái người vệ sĩ đó, cái thiên thần bảo hộ đó tới với mình, ngồi với mình, đi với mình, ăn cơm với mình, và mình sống trong an, trong hạnh phúc. Tại vì có cái thiên thần đó với mình, có chánh niệm với mình, thì mình sống sâu sắc cái việc đó và mình khám phá được cái chiều sâu của những cái đang có mặt, và cái hạnh phúc của mình nó lớn lên gấp 10, gấp trăm lần. Ví dụ khi chúng ta ăn sáng thì chúng ta cũng ăn muesli với sữa, nhưng mà nếu ta không có chánh niệm thì ta đâu có thực sự ăn muesli đâu. Chúng ta đang ăn quá khứ, ăn tương lai, ăn lo sợ của chúng ta, trong khi muesli nó là rất mầu nhiệm, nó là những hạt lúa, nó là những trái nho khô. Mà những cái đó nó chứa đựng những mầu nhiệm của vũ trụ, mà nó là những cái dòng sữa. Và khi mà có chánh niệm đang ngồi với ta, đang cùng ăn muesli với ta, thì tự nhiên ta tiếp xúc được với cái muesli đó một cách rất là sâu sắc. Chúng ta thấy rằng những cái gì ta đang ăn đây là cơ thể của vũ trụ, là mặt trời, là đám mây, là gió mùa thu, là đại địa. Những cái hạt nho trong này, cái vị ngọt của nó mầu nhiệm vô cùng. Và nếu an trú được mà ăn muesli trong cái giá, trong cái buổi sáng lúc 5 giờ rưỡi, 6 giờ rưỡi gì đó, thì hạnh phúc nó tràn trề rồi. Đâu cần phải ăn muesli xong rồi nó bắt đầu quan trọng. Nó quan trọng là lúc mình đang ăn muesli thôi. Thì trong một khóa tu cho thiếu nhi ở tại Cali, thì một hôm thầy có hỏi các bé thiếu nhi người người Mỹ một câu: ăn sáng để làm gì hả con, các con? Thì có một đứa nó hùng hổ, nó nói ăn sáng là để có năng lượng cho trong ngày. To eat breakfast is to get the energy for the day. Rất là vững chãi trong cái, rất là tin tưởng ở trong cái câu trả lời đó. Đó là câu trả lời rất hay đối với cái sự sống bên ngoài. Cái đúng, rất đúng, rất là khoa học. Ăn là để có năng lượng để mà có thể trong suốt ngày. Bây giờ người ta quảng cáo các thức ăn sáng là cũng vậy. Nếu anh muốn sống hạnh phúc trong ngày đầy đủ thì anh phải ăn cái thứ đồ ăn sáng mà chúng tôi đang bán đây. Vậy thì cái chuyện ăn chẳng qua là cái phương tiện mà thôi. Trong khi chúng ta ăn thì cái ăn của chúng ta là một cứu kính, an end by itself, không phải a means. Vì vậy cho nên ăn sáng như thế nào, dù là ăn cháo trắng, cháo đậu xanh, hay là oatmeal, hay là muesli, thì chúng ta phải ăn như thế nào để cái thức ăn nó trở thành một, để ta trở thành, để hạnh phúc nó có mặt. Không có vị nào ngồi ở trong cái pháp luân này mà không biết điều này, tại vì quý vị đã học và đã nghe. Cái vấn đề là quý vị có làm hay không mà thôi.
Và sáng nay mình có ăn như vậy không? Nếu mình không ăn được như vậy thì mình phải hơi mắc cỡ một chút. Mình nhìn sư anh mà cười, sư chị mà cười, sư em mà cười, nói thôi, sáng mai ăn Muslim mình sẽ ăn đàng hoàng hơn. Và cái đó là một cái mà Bụt chờ đợi, cái đó là cái thầy chờ đợi, cái đó là cái muôn loài đang chờ đợi. Mình thành đạo được là do ở chỗ mình biết ăn cái Muslim sáng và mình ăn như thế nào, mình ăn với cái thiên thần, cái thiên thần đang bảo hộ mình, ăn mà sáu căn hoàn toàn được phòng hộ. Đức Thế Tôn nói rằng chúng ta đã từng trôi lăn trong muôn ngàn kiếp về trước và chúng ta phải thức tỉnh để dừng lại, đừng có bị trôi lăn nữa. Thì cái chuyện có muôn ngàn kiếp trước hay không thì chúng ta có thể bàn cãi với nhau, nhưng mà cái sự thực là chúng ta đang trôi lăn trong giờ hiện tại, trong giây phút hiện tại đang ngồi ăn muesli vậy mà vẫn trôi lăn như thường, trôi lăn trong biển sinh tử ngay trong khi ăn muesli. Đó là một cái điều đáng tiếc. Vậy thì cái thiên thần mà có cánh mà luôn luôn ở bên cạnh mình để mà bảo hộ mình, che chở mình, chúng ta có. Chúng ta có thể sờ mó được, chúng ta có thể thấy được, thấy cảm được. Và nếu chúng ta muốn thì cái thiên thần đó hiện ra và đi theo chúng ta trong mỗi việc của cuộc sống. Cái điều này không có gì là triết lý, không có cái gì là mơ tưởng, không có gì là lý luận hết. Đây là sự thật. Tại vì thiên thần đó là năng lượng của chánh niệm, mà năng lượng chánh niệm là chúng ta có. Khi uống, khi cầm một cái ly lên thì chúng ta có thể cầm với năng lượng của chánh niệm, thiên thần cũng cầm một cái ly lên với ta. Tôi cầm một cái ly lên và tôi biết là tôi đang cầm cái ly lên, lúc đó ta an trú. Và cử chỉ đó là cử chỉ của một vị Bụt, và ta là Bụt trong giây phút đó. Tại vì khi ta cầm cái ly lên, ta biết là ta đang cầm cái ly lên, ta có mặt hoàn toàn trong giây phút hiện tại. Làm Bụt là một chuyện hão huyền, mơ tưởng, viễn vông hay không? Không. Làm Bụt là cái chuyện chúng ta có thể làm được trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Chúng ta là con của sư tử, chúng ta là sư tử con, mà chúng ta cứ có cảm tưởng là chúng ta là, nói sợ nó buồn, chúng ta là khỉ con. Tại vì có một câu chuyện mà trong đó Bụt kể rằng có một con sư tử mẹ nó có mang sư tử con, và đến gần ngày lâm bồn rồi mà nó cũng phải đi săn, tại vì anh chàng bỏ nó rồi, chàng sư tử cha bỏ nó rồi. Thì có một bữa đuổi theo một con nai, thì tới cái chỗ đó con nai nó rướn mình, nó nhảy sang bên kia thung lũng. Ở giữa có một cái thung lũng, bên này là một mé núi, bên kia là mé núi. Và con sư tử mẹ nó không có lượng sức, nó muốn bắt cho được con nai. Vì vậy cho nên trong khi mình nhảy qua cái thung lũng thì em bé sư tử nó rơi ra và nó rơi xuống dưới. Thì khi mình biết như vậy, con sư tử mẹ nó buồn lắm. Nhảy qua tới bên kia là nó biết là mình mất con rồi, thành ra nó không có đuổi theo con mồi nữa. Đuổi theo con mồi để làm gì nữa khi mà mình đã mất con? Thì cố nhiên là con sư tử con mà rơi xuống thung lũng thì tan xương nát thịt là còn gì. Nhưng mà may quá đấy,
Có mấy con khỉ nó đang hái trái dưới đó, nó thấy cái một vật gì ở trên rơi xuống, nó mới đưa tay nó hớt một cái và nó cứu được con sư tử con, và nó đem về nó nuôi, nó làm con nuôi và nó cho sư tử con uống sữa khỉ. Và dạy cho con sư tử con tất cả những cái uy nghi của khỉ, tức là trèo cây thì trèo như thế nào, kêu nhau thì kêu chích 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 chích, mà sư tử đâu có kêu chích 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 bao giờ. Này mà con sư tử con này nó học hết tất cả những cái phương cách của khỉ con, và nó trở thành ra một con khỉ con thực sự, và nó tin rằng nó là khỉ con, mình rất là tự hào là mình được làm khỉ con. Cho đến khi nó đã khôn lớn thì có một hôm mẹ nó đi ngang qua thì nhận diện ra đứa con của mình, thì mẹ nó mừng quá, mẹ tới nói con ơi, con là con của mẹ. Nó giận lắm, nói, tôi là con của bà hả, bà đừng có nói vậy, tôi là khỉ con, bà là con sư tử, bà không dính líu gì tới tới tôi hết, bà nói là tôi là sư tử là tôi giận lắm. Thì con sư tử mẹ nó biết là nó bồng bột, nó sai lầm, thành ra nó rút lui. Rồi bữa khác nó rình cho các con khỉ lớn nó đi đâu hết rồi, thì nó mới tới một mình, nó nói này à, cô này, cô khỉ ơi, cô là khỉ mà, còn tôi là sư tử, như vậy thì cô tha thứ cho tôi rồi chúng ta chơi với nhau như là bạn bè được không? Thì nói dịu dàng, thành con sư tử khỉ nó bằng lòng, nó chấp nhận, và hai hai bên nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau hồi thì sư tử mẹ mới rủ con sư tử con đi chơi, và luôn luôn khen cô là một con khỉ rất là dễ thương, rất là đẹp. Khỉ mà đẹp như cô tức là không có khỉ nào có thể đẹp hơn được nữa. Thì hai mẹ con đi tới một dòng suối, thì con sư tử mẹ nó nhìn vào dưới dòng suối, nó thấy hình nó và nó thấy hình con nó rất là giống mình. Rồi nó mời con sư tử con cùng nhìn xuống dòng suối. Rồi nó nói này chị khi con, sao sao chị hơi hơi giống tôi quá vậy. Thì con sư con thấy cũng lạ, mình nhìn vào dòng suối mình thấy mình quá không có giống con khỉ thường, không giống con những con khỉ khác mà thấy hơi giống cái bà này. Thì nó thử, nó đưa cái chân quàng một cái thì thấy ở dưới nước cũng có cái chân đưa ra quàng, nó le cái lưỡi ra thì thấy dưới nước cũng cũng có cái bóng le lưỡi ra. Nó bắt đầu nghi. Thì lúc đó thì con sư tử mẹ nó biết là có một cái chuyển biến nó đang xảy ra ở nơi người sư tử, đứa sư tử con. Vì vậy cho nên nó chờ đợi, nó cũng chơi như vậy, nó cũng lè lưỡi ra, nó cũng đưa tay. Thì hai người chơi với nhau một hồi thì con kia hoàn toàn nghi ngờ là mình không phải vậy. Lúc đó con sư tử mẹ rúng người gầm lên, tiếng gầm của con sư tử. Thì khi mà đứa con nó nghe sư tử mẹ gầm như vậy thì nó cũng bất chấp, nó gầm một tiếng. Thì kỳ này từ trong cổ họng nó không có phát ra cái tiếng chít chít nữa, mà nó phát ra một gầm thực sự của sư tử. Nó thấy từ cổ họng nó phát ra một tiếng gầm của con sư tử. Và khi mà con sư tử mẹ thấy như vậy rồi, sư tử mẹ mỉm cười nhảy qua dòng suối đi vào rừng. Thì con sư tử con nó cũng nhảy theo vào dòng suối, nó đi vào rừng theo mẹ. Và hai mẹ con có nhau. Thì Bụt nói là các con là sư tử con, các con không phải là khỉ. Nhưng mà từ mà ngàn vạn kiếp các con đã nghĩ rằng các con là khỉ con, thành ra các con có mặc cảm. Các con có thể trở thành một bậc toàn giác.
các con có thể thành Bụt. Điều này rất là đơn giản. Khi mình cầm một cái ly lên và mình có mặt hoàn toàn, và mình đưa cái ly lên với tất cả phân minh chánh niệm rõ ràng, thì lúc đó là mình sư tử con. Mình là sư tử con. Sư tử con là sư tử. Học trò của Bụt là Bụt. Cái vấn đề là mình có muốn là Bụt hay không, hay là mình còn cái tập khí làm khí khí con. Thì khi mà làm khí con thì tất cả những cái điều của mình làm đều là điều làm của khí. Vì vậy cho nên khi mà mình có những chức vụ lớn như là tăng thống, như là viện viện trưởng, viện chú, hay là như là trụ trì, trụ trì chức cũng lớn lắm đó. Xin anh đừng có động lòng. Mà nếu mình đam mê công việc, mình ưa thích công việc, mình thỏa mãn với cái chức vụ tăng thống, hòa thượng, trụ trì, viện trưởng của mình, và mình sống trong thất niệm, thì mình vẫn không phải là con sư tử con, mình không phải là con của Bụt. Mình rất là uổng cho cuộc đời của mình. Và vì vậy cho nên mình phải nghe tiếng gầm của sư tử, mà tiếng gầm đó lắng đi. Nó đang vang dội ở không gian. Con ơi, hãy tính lại, con không phải là khí, con là con sư tử, con là con của mẹ. Và Đức Thế Tôn đang gầm tiếng gầm của sư tử lớn. Từ có một cuốn kinh gọi là kinh tiếng gầm sư tử lớn. Và mình phải học hành xử như là con sư tử. Và khi mình là con sư tử rồi thì là mình chúa tể của muôn loài. Mình có chủ quyền. Mình không có bị khổ đau nó tràn ngập cuộc sống của mình. Mình không có để cho năm dục nó tới, nó dày xéo, nó hủy hoại cái thân và cái tâm của mình nữa. Mình có thiên thần bảo hộ. Mình sống an ninh và hạnh phúc. Thưa đại chúng, chúng ta đã học một tuần lễ về cái nghệ thuật lắng nghe. Trong những bài pháp thoại liên tiếp tuần rồi thì chúng ta học về cái sự thực tập lắng nghe. Và lắng nghe là một cái phương pháp thực tập rất quan trọng. Khi mình biết nghe thì mình có thể đem vào trong con người không biết bao nhiêu là hạnh phúc. Mình chuyển hóa được không biết bao nhiêu là khổ đau trong tâm. Mình đã học như vậy. Và mình đã học những phương pháp. Và khi mình biết lắng nghe, mình có thể làm cho người kia bớt khổ. Vì vậy cho nên nghe là một cái pháp môn rất lớn. Nghe như thế nào để có hạnh phúc, để có chuyển hóa, và để tháo tung tất cả những cái biên giới giữa mình và người. Để thấy cái một trong cái tất cả trong cái một. Để thấy không còn cái sự chia cách kỳ thị. Thì cái nghe đó, nó vượt cái ranh giới của cái chủ thể nghe và cái đối tượng nghe. Cái nghe đó, nó trở thành viên thông. Perfect listening. Và nổi cái chuyện nghe thôi đã có thể đưa mình tới sự chứng đạt qua vị giác ngộ. Cho nên các sư cô, các sư chú hay viết một cái luận án về pháp môn nghe ở trong đạo Phật. The practice of listening in Buddhism. Viết cho rõ, viết cho kỹ và viết trên cái cơ bản của những cái kinh nghiệm của mình. Chúng ta đã học về đế thính, chúng ta học về bi thính.
và nội cái sự trao truyền về phương pháp nghe đủ để cho chúng ta thực tập để thành công. Tự nghe nó đem lại an lạc, hạnh phúc rất nhiều. Nghe nó chuyển hóa khổ đau và nghe nó thiết lập lại tình thương và đem lại hạnh phúc lại cho người nói. Nếu quý vị chưa có thời giờ để viết cái luận án đó, luận án để trình ai? Để trình cho bản thân mình, để biết rằng mình đã nắm được pháp môn để mà tu tập và để mà hướng dẫn những người mà mình có phần sự để hướng dẫn, trong đó có bạn bè của mình, có học trò của mình. Nếu chưa viết được thành văn thì phải ghi chép lại những cái tiết mục, ghi chép lại những cái kinh nghiệm của mình để sau này có cơ hội mình sẽ làm chuyện đó. Mình đã tập nghe như thế nào, mình đã chuyển hóa được khổ đau của mình như thế nào, mình đã tiếp nhận được cái gì, mình đã có hành gì trong khi nghe, và mình đã có thể làm cho người khác bớt khổ như thế nào khi mình ngồi nghe người kia. Nghe nó có liên hệ tới nói, và vì vậy cho nên hôm nay mình phải học về nói. Nói và nghe nó thuộc về phạm vi của giới thứ tư ở trong năm giới. Nếu chúng ta chưa biết nghe thì chúng ta cũng chưa biết nói. Chúng ta học chánh ngữ và thực tập chánh ngữ sẽ không thành công nếu chúng ta không biết học hỏi và thực tập về chánh thính hay là đế thính. Và chánh ngữ là một trong 8 chi phần của Bát Chánh Đạo. Chúng ta có danh từ chánh ngữ và chúng ta cũng có nhiều danh từ khác, ví dụ như bất vọng ngữ hay là bất cuốn ngữ hay là như thật ngữ, rất hay, như thật. Thật á, tức là cái thực tại, cái bản thân của cái thực tại, như là cái hoa, trong cái bản thân thực tại của cái hoa. Như thật là nó phù hợp với cái sự thật. Như thật ở đây là yata bhuta. Cái sự thật trong cái bản thân nó, chứ không phải là cái tri giác của ta về cái sự thật. Ví dụ như là một cái lá kè. Lá kè trong cái tự thân của nó là cái như thật, cái chân như của nó. Còn cái đầu của mình, cái quan niệm của mình, cái thấy biết của mình về nó là cái tưởng. Ta có một cái tưởng, cái tri giác về cái lá kè. Nhưng mà cái tưởng đó, cái tri giác đó, nó có phù hợp với cái chân thật của cái kè không? Cái yata bhuta của cái kè. Đó là vấn đề. Như thật ngữ là lời nói có thể biểu lộ được cái tự thân của thực tại. Là reality an soi, là chose an soi. Chose an soi. Có một triết gia tên là Kant đã dùng cái danh từ đó, ở tiếng Việt gọi là vật tự thân. Vật tự thân đó là danh từ triết học. Còn trong đạo Phật thì mình có danh từ rất hay là chân như, là như thật. Cái nghệ thuật cao nhất của cái nói là nói lên được cái sự thật, nhưng mà cái nghệ thuật đó rất là khó đạt. Tại vì khi nói ta phải dùng những cái ngôn từ và sử dụng những cái ý niệm, mà ngôn từ và ý niệm thì không thể nào diễn tả được cái bản thân của thực. Vì vậy cho nên phải khéo lắm mới được. Chánh ngữ
nó không phải là đơn giản như mình tưởng. Thường thường mình nghĩ là mình đang dùng chánh ngữ, nhưng mà có thể mình đang dùng tà ngữ. Mình nghĩ là mình đang nói sự thật. Tôi có nói gì đâu, tôi có nói gì để điều gì sai đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi. Nhưng mà khi anh nói cái sự thật đó ra, nó đang có những cái sự đố vấn và tàn ác, thì cái lời nói của anh không phải là nói, là lời nói nó biểu gọi là chánh ngữ được. Có những cái điều cần nói. Phải nói. Nhưng mà nhiều khi mình phải đợi 6 tháng sau mình mới được nói. Tại vì nói trước đó nó có thể tan vỡ. Nó thấy mình. Nếu anh là một y sĩ chẳng hạn, anh có thể thấy được cái điều này. Là tại vì khi anh khám phá ra được người bệnh nhân của anh nó có cái chứng bệnh đó, mà nếu anh nói ra liền lập tức cái sự thật thì người đó có thể chết liền lập tức, đứng tim là chết liền lập tức. Cho nên cái sự thật đó phải là nói sự thật chưa chắc đã là chánh ngữ. Thì anh có thể giết người khi mà anh nói ra sự thật. Cho nên anh phải tìm những cái phương tiện khéo léo, phương tiện quyền xảo để làm sao cho người kia tiếp nhận được sự thực mà không có khổ đau. Phải lựa lời mà nói, phải lựa lúc mà nói, cái thời gian với không gian và cái cách nói rất là quan trọng. Đó là một nghệ thuật, chánh ngữ là một nghệ thuật. Ví dụ như có một sư cô vừa mới tu, cái tâm rất là thành kính, rất là tin tưởng, và mới bắt đầu tập sự làm việc xã hội, thương yêu các em bé mồ côi, tin rằng những cái người tác viên xã hội ở trong nước là làm việc hết mình như là các sư chị, các sư anh ở bên này. Thì ví dụ mình nói chuyện, mình nêu ra một cái trường hợp không có đẹp, là có một cái chỗ đó họ nuôi con nít ít, họ nuôi con nít đó ít, nhưng mà họ báo cáo rằng họ nuôi nhiều. Ví dụ như họ nuôi có 20 em mà họ báo cáo là họ nuôi tới 40 em, để họ nhận tiền của mình nhiều hơn, và họ dùng cái tiền đó để làm chuyện gì không biết. Và thay vì chỉ xin bảo trợ từ một tổ chức thôi, thì cái tổ chức đó lại xin bảo trợ 2-3 tổ chức, từ 2-3 tổ chức. Vì vậy cho nên có 20 lượng mà họ xin được tiền cho tới 80 lượng. Có sự ẩn danh trong cái chuyện làm xã hội. Thì cái người đó là nói sự thật thôi, nhưng mà nói sự thật trước một người mới tập tành xã hội như vậy, làm cho người này mất đức tin lắm. Cũng như là khi một cái hoa bắt đầu nở mà đã có sương muối, thì cái hoa đó nó sẽ héo liền một tức. Cho nên dầu người kia báo cáo lại cái sự thật, thì cái đó cũng phải tránh mình. Phải đợi một lúc khác và nói với những người đã có khả năng tiếp nhận được cái xấu đó. Đó gọi là một cái đó gọi là tránh mình. Khi chúng ta lặp lại những lời trong kinh, chúng ta lặp lại 100% giống như những lời trong kinh, những câu đó, chúng ta không thêm một chữ bớt một chữ, điều đó chưa chắc là lời thánh ngữ. Tại cái người nghe cái đoạn kinh đó có thể thôi lui, có thể nghi ngờ, và tại cái đoạn kinh đó nó có phù hợp với là cái căn cơ, cái trình độ, cái tâm trạng của người đó. Thì dầu chúng ta có lặp lại y hệt 100% cái đoạn kinh của Bụt nói, thì lời của chúng ta cũng không phải là chánh ngữ, mà nó còn là tà ngữ nữa. Là
Ví dụ như khi mà chúng ta giải về, về vô thường, chúng ta giải như thế nào đó mà người ta chán đời, người ta về thực tế, thì thử hỏi cái giảng giải của chúng ta là chánh ngữ hay là không chánh ngữ, vô thường là Phật pháp hay không phải là Phật pháp. Vì vậy cho nên cái khi mà mình nói thì mình phải biết là cái mình nói phải khế lý và cái khế cơ. Khế lý tức là nó phù hợp với cái giáo lý của đạo Phật, cái nguyên lý của đạo Phật, và khế cơ là nó phù hợp với cái trường hợp, cái tâm lý, cái hoàn cảnh. Vì vậy cho nên chánh ngữ nó phải khế lý và nó khế cơ. Mình bị trách là đã gây đổ vỡ mà mình cứ gân cổ trong nói em chỉ nói sự thật thôi chứ em đâu có làm nói gì hơn đâu, nói như vậy là chưa biết thế nào là chánh ngữ. Mình phải có trách nhiệm trong cái lời nói của mình. Và giờ mình có lặp lại những cái điều của thánh nhân thì chưa chắc những điều mình lặp lại đó là chánh ngữ. Chánh ngữ phải có cái thông minh nó đi theo, phải có sự quán chiếu đi theo. Nghĩa là trong chánh nghĩa, trong chánh ngữ phải có chánh kiến. Điều này chúng ta đã học trong khóa Phật pháp căn bản. Trong chánh ngữ phải có chánh kiến. Nếu không có chánh kiến ở trong đó thì nó không phải là chánh ngữ. Và đó là một cách nói thôi. Trong chánh ngữ cũng phải có chánh tư duy. Ta phải tư duy cho nó đúng đắn thì cái lời nói của chúng ta mới thực sự chánh ngữ. Và nhìn cho kỹ thì thấy rằng trong chánh ngữ nó có bảy cái yếu tố kia của ba chánh bảo, là nó có chánh niệm, nó có chánh định, nó cho có chánh mạng, vân vân. Và đó là cái nguyên tắc tương thức của giáo lý đạo Phật. Một pháp đi vào trong tất cả pháp, tất cả các pháp đi vào trong một pháp. Đó là một câu của kinh Hoa Nghiêm. Tất cả các pháp đi vào trong một pháp, một pháp đi vào trong tất cả các pháp. Đó là giáo lý Hoa Nghiêm. Và cái giáo lý tương tức đó nó phải được áp dụng đây cho chánh ngữ. Khi nói thì mình phải biết rằng cái lúc này đã đúng là cái lúc mà ta nên nói hay không. Cái chỗ này có phải là cái chỗ mà ta có thể nói được hay không? Nếu cái đó nó thuộc phạm vi của chánh kiến, chánh tư duy. Và nói là một nghệ thuật. Tại vì nói nó có thể đem lại hạnh phúc rất lớn cho người nói và cho người nghe. Nói nó có thể bắt được những cái nhịp cầu thông cảm. Nói có thể phá tan được những nghi ngờ, phá tan được những mặc cảm. Nó cũng như nghe vậy. Và chúng ta cũng phải tham cứu, cũng phải thực tập thí nghiệm để đạt tới một cái nghệ thuật nói, một cái tự giác về nói. Sự thực tập nói trong đạo Phật, the art of speaking, the practice of right speech in Buddhism, nó là nội dung của một cái luận án 300 trang hay là 1.000 trang không biết, nhưng mà chỉ cần nói thôi là có thể đem lại hạnh phúc rất nhiều cho những người xung quanh, cho nhân loại. Nếu chúng ta biết nói bằng ai ngữ, bằng chánh ngữ, bằng như thật ngữ, bất cố ngữ, có nhiều khi im lặng
là thánh ngữ. Khi người ta hỏi một câu mà mình hấp tấp trả lời, cái đó có thể không phải là thánh ngữ. Khi người ta hỏi một câu mà mình ngồi im không trả lời, cái đó có thể là thánh ngữ. Tại vì có những câu hỏi không nên trả lời. Và cái sự im lặng đó là im lặng sấm sét của kinh Yamaka. Chỉ cần im lặng thôi là nó đủ hùng hồn để chỉ cho người kia thấy sự thật. Nhất là khi những câu hỏi nó có mục đích khiêu khiêu ra những cái đàm luận về siêu hình không có ích lợi thực sự. Có một vị thiền sinh đó hỏi thầy, bạch thầy, tổ Bồ Đề Đạt Ma tới quan này để làm gì vậy? Hay là bạch thầy, thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay? Hoặc là thầy nói tất cả bản pháp đều quay về một một, vậy thì cái một nó quay về cái nào? Đó là những cái công án, những cái công án thiên tập. Và người ta có khuynh hướng muốn phân tích, tìm hiểu, lý luận về những cái công án đó. Thì thầy có thể để ra 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ để nói thao thao bất tuyệt, nói cũng thấy trong lòng sung sướng lắm, tại vì mình có cơ hội để phô bày cái kiến thức của mình. Nhưng mà tất cả những lời nói đó có thể không phải là chánh, có thể tại vì nó không có giúp ích được cho người kia. Cho nên có thầy ngồi im lặng và mỉm cười, người nhìn người kia bằng con mắt rất là từ bi, từ nghiệp quá, nó vướng vào những cái chuyện đó quá. Có thầy thì nói, con đi uống trà đi. Miết trà khứ là đi uống trà đi. Drink your tea. Đây là một cái mệnh lệnh. Tức là nãy sư chú đừng có nói luôn thôi. Có một ly trà trước mặt mà không có chịu uống cho đàng hoàng, mà hỏi những chuyện vớ vẩn, Bồ Đề Đạt Ma qua bên này làm cái gì? Tiếng vỗ của một bàn tay. Drink your tea. Nước trà khứ. Nếu ở trong này có một nghệ sĩ thì có thể vẽ một bức họa trong đó có một chén trà nó bốc hơi và bên trái cạnh có 3 chữ Rinpoche. Đó là những bức họa có thể treo trong thiền viện. Và Rinpoche tức là đừng có lôi thôi, đừng có đánh mất sự sống của anh vào những cái suy tưởng và những cái đàm luận siêu hình, hay sống sâu sắc trong giây phút hiện tại. Thì Rinpoche là tánh ngữ, tánh ngữ. Nếu mình phân tích chữ drink your tea, uống trà đi, thì mình thấy có cái gì Phật pháp ở trong này đâu. Drink your tea trong này có vô ngã, vô thường, tứ đế bất chánh đạo, mình không thấy gì cả. Nhưng mà kỳ thực drink your tea là chính ngữ, là tại vì nó đưa người kia trở về thực tại và sống cái sâu sắc, sống sâu sắc cái giây phút đó. Các thiền sư có cái ngôn ngữ đặc biệt của họ. Họ chặn đường cái sự họ chặn đứng được cái đà suy tư vọng tưởng của thiền sinh. Và nhiều khi họ dùng những cái câu nói rất là lạ. Ngày xưa đời Lý có một thiền sư
nên mình quên tên. Nhưng mà thiền sư tên gì cũng được, miễn là thiền sư chánh hiệu Công Nai là thôi. Sống trên núi mà danh tiếng vang hết cả trong triều ngoài quận, thành ra vua phải đi lên thăm thiền sư cho được. Thì vua lên hỏi: Dạ bạch thầy, thầy ở trên này, trên núi này được bao lâu rồi? Thì câu hỏi rất đơn giản, thầy cũng có thể trả lời: tôi ở đây chắc cũng được gần 20 năm, 22 năm, mấy tháng, mấy ngày. Thì thiền sư nói rằng: tôi chỉ biết ngày hôm nay thôi, tôi không có thời giờ để nghĩ tới ngày hôm qua, không biết là tôi sống đây bao nhiêu năm rồi. Đảng tri kim nhật nguyệt hà thức cử xuân thu, là cái câu thơ có thể trả lời. Đáng tri cái gì? Kim nhật nguyệt. Nhật nguyệt hay nhật gì? Hà thức cử xuân thu. Thì nhá. Ừ. Xuân thu. Và bây giờ chỉ có biết mặt trời mặt trăng của hôm nay, hoặc là ngày tháng bây giờ, giây phút hiện tại. Ai mà lo lắng tìm hiểu về những cái mùa xuân mùa thu đã đi qua để làm cái gì? Thì hai câu thơ này nó văn vẹn, nhưng mà nó chỉ có nghĩa là uống trà đi bệ hạ, lên trên này mà hỏi gì lòng vòng như vậy, ở 20 năm, 22 năm đâu có dính gì tới bệ hạ đâu, đâu có quan trọng gì đâu. Vấn đề là bệ hạ lên được đây rồi thì thầy trò mình ngồi uống trà với nhau đi. Đây là một cơ hội rất lớn. Và trong đó cũng có triết lý gì ghê gớm. Nó là một tiếng chuông. Mà nếu nó là một tiếng chuông thì đó là giáo lý đích thực. Thành ra chúng ta là những cái bị kiến thức, những cái bị kiến thức giáo lý. Chúng ta có làm được công vụ của mình cái chuông hay không? Cái chuông kêu một khi thỉnh lên, tất cả mọi người đều phải vâng theo, đều phải trở về để uống trà và thở hết. Thì cái chuông đó có thể có công đức hơn chúng ta, và chúng ta phải truyền đăng cho nó trước. Và vì vậy cho nên mỗi khi thỉnh chuông là phải xá nó, gọi là nó. Nhưng mà kỳ thực đó buộc gọi chúng ta. Chúng ta ai cũng có những cái nỗi khổ niềm đau truyền lại từ ông bà, từ cha mẹ. Nó có thể không phải là những nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đã tồn góp ở trong kiếp này, mà là những cái nỗi khổ niềm đau đã từng được tồn góp trong quá khứ. Và trong chúng ta có thể có một ngọn núi lửa ở chiều sâu, những cái bực dọc, những cái đau buồn, những cái giận hờn, những cái oán trách từ thời xưa. Cho nên chúng ta phải biết rằng ở trong này nó có một núi lửa. Và khi mà cái núi lửa cờ quậy thì nó bắt đầu phun lửa, hỏa diệm sơn. Và khi mà nó phun lửa thì nó sẽ đốt cháy. Mà nó có những cái triệu chứng. Khi mà núi lửa sắp phun lửa thì nó có những cái triệu chứng. Cái người mà biết núi lửa thì trước khi núi lửa phun lửa họ đã biết rồi, họ tìm cách họ chạy. Thì chúng ta có núi lửa, và những người xung quanh ta họ cũng có núi lửa. Và mỗi khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết rằng cái núi lửa sắp phun rồi, chúng ta phải lo chạy để cho có an toàn. Nó phun bằng cái lời, gọi là những lời không chánh ngữ, nó làm cho cái người nói đau khổ, và nó tạo những đau khổ và tan nát nơi những người xung quanh.
Cho nên chúng ta phải học, học nhận diện cái nối lửa trong ta và trong những người khác để thương vậy thôi. Tại vì không phải chỉ có người kia có nối lửa mà chúng ta cũng có nối lửa. Thì khi mà nối lửa nó nằm ở dưới này và nó phun lửa lên đó, thì nó tan nát. Do đó cho nên chúng ta phải có một cái chính sách, một cái policy để có thể đối phó với cái nối lửa của chúng ta. Nó có những cái bực dọc, có những cái đè nén, và ta có cảm tưởng nếu nói ra không được thì ta sẽ chết. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không biết, không có biết xử lý nó, không có biết quản lý nó, không có biết gere cái năng lượng của chúng ta, cái năng lượng này của chúng ta. Cho nên ở trong đạo Phật nó có cái phương pháp gọi là tỉnh khấu. Tỉnh khấu tức là không có nói, chứ không phải là cấm khẩu này nha. Cấm khẩu tức là gần chết rồi đó. Tỉnh khẩu tức là làm cho cái miệng núi lửa nó đừng có phun lửa. Dầu có lửa trong này nhưng mà lửa sẽ không có phun ra. Và mình tìm cách mình làm cho lửa nó trở về nguyên quán. Và nó đem an ninh cho những người xung quanh. Và vì vậy cho nên tỉnh khấu là sự thực tập thứ nhất. Tôi biết nếu tôi nói thì tôi có thể nói ra những cái điều làm cho anh đau, làm cho chị đau. Vì vậy cho nên tôi tập thực tập tỉnh khấu để tôi không nói. Nhưng mà tỉnh khấu nó không phải là ém xuống. Nếu mà ém xuống thì tỉnh khấu trở thành ra một cái sự thực tập rất nguy hiểm. Nó không phải là tỉnh khấu nữa. Tại vì ém xuống thì đến khi mà nó phun lên, nó phun bằng 10 lần còn nguy hiểm. Bởi vì cho nên trong khi tỉnh khấu là phải thực tập quán chiếu. Quán chiếu. Quán chiếu. Tức là nhìn sâu mới làm cho lửa nó tàn được. Ngày hôm qua mình gặp ông đó, ông nói với mình một câu làm cho mình điên tiết. Mình có cảm tưởng nếu mình không nói lại được thì chắc là mình chết qua. Nhưng mà tức ghê, nói xong đi liền, không có cho mình cơ hội để mình trả đũa lại. Nếu trả đũa lại mình sẽ bớt khổ lúc bao nhiêu. Thành mình đi về mình đau khổ cả buổi chiều. Nhưng mà không biết tại sao mà ngủ được giấc ngon, rồi sáng mai dậy nghĩ lại thấy tức cười quá. Tại sao phải nói một câu? Mình thấy rõ ràng mình không có nói, mình đâu có chết gì đâu. Bây giờ mình thấy lại rất là buồn cười. Ông đó cũng buồn cười mà mình cũng buồn cười. Ông nói câu đó rất là tội nghiệp. Mà mình nổi sôi lên và mình muốn trả đũa lại để cho ông đó đau, thì mình cũng tội nghiệp cho mình. Chỉ có một đêm ngủ ngon thôi là đủ để cho mình thấy được cái sự thật. Còn trong cái lúc đó, trong cái giây phút đó thì mình là người mê mờ, trong cơn mê, trong cơn cuồng si, mình làm những cái nó phá tan hết. Cho nên mình phải thiết lập ra những cái phương pháp để cho những lúc mình sa vào cái giây phút cuồng si, mình phải được bảo hộ. Mình phải có thiên thần có cánh bảo hộ cho mình. Thiên thần đó mình phải nuôi dưỡng, mình phải mang theo. Chứ còn đến lúc đó mới cầu cứu thiên thần thì thiên thần không tới dễ dàng đâu. Trong đời sống hàng ngày phải biết đi, biết thở, biết cười, biết bảo hộ thân thân, thì lúc đó thiên thần mới có mặt cho mình.
Những cái lúc đó là lúc mình cần cái thiên thần, cần cái lung protector nhất. Đây là một phương pháp mà thầy đã trao cho 5-7 người trong đại chúng. Phương pháp này cũng dễ thôi, là mỗi khi mình thấy ngứa mắt, ngứa tai, muốn phát ngôn, bực quá không nói được, thì mình tập thở. Chỉ tập thở thôi mà đừng có nói, nhưng mà mình đi vào trong phòng mình dỡ cuốn tập ra, mình ghi lại cái câu mình muốn nói, thay vì nói bằng miệng thì đừng nói, thở thôi rồi đi vào nó viết cái câu đó vào. Ví dụ như mày là đồ ngu, mày là một người rất là ác độc, mày là một người có ác ý muốn làm đổ vỡ tất cả, mày là người vô ơn. Ví dụ những cái câu đó viết vào trong trong nói, mình viết lại những gì đó lúc mấy giờ mấy phút mấy giây người đó đã nói câu gì đó, trong bụng mình muốn nói lại câu này, ghi vào hết. Thì ghi như vậy nó cũng đỡ khổ rồi. Rồi 7 ngày sau đem ra coi lại và hỏi nếu cái lúc đó mình nói câu này thì sẽ ra ra sao, sẽ có những đổ vỡ nào. Cái thực tập này nó đâu có khó gì đâu. Mình lên lại thầy, mình lên lại chúng, mình lên cho phép con thực tập tình khẩu 2 tuần. Trong 2 tuần đó mình làm như vậy mà không có đè nén, chỉ có không nói thở thôi, rồi về viết câu đó vô, viết hết tất cả những cái điều mình muốn nói, rồi mình sẽ thấy rõ ràng rằng những cái đau khổ của cuộc đời mình và những cái đau khổ của những người khác có thể là do cái khả năng không biết nói, không biết thực tập chánh ngữ mà ra cả. Và điều này cũng đúng là nếu chúng ta biết chánh ngữ, chúng ta biết nghề thuật nói, thì chúng ta tạo hạnh phúc cho không biết bao nhiêu là người xung quanh. Ở Việt Nam ta nói là lời nói không mất tiền mua, nhưng mà có thể làm hạnh phúc rất lớn. Lời nói có thể làm cho người kia hoan hỷ, người kia phấn chấn, người kia thêm tinh lực ở trong người của mình. Lời nói có thể giải tỏa những cái hiểu lầm, những cái giận hờn, những cái nhỏ nhen trong người kia. Mà tại sao ta giàu có như vậy mà ta không sử dụng cái gia tài của ta? Gia tài đó là khả năng chánh ngữ. Chánh ngữ nó phải có chánh kiến, mà muốn có chánh kiến là phải có quan chiếu. Chúng ta đều biết điều này. Tất cả mọi người trong tăng thân đều được yêu cầu thực tập cái pháp môn gọi là bé gãy thế tam giác. Đây là một cái phương pháp thực tập của Lama Mai, là chúng ta phải nắm cho được là khi mà B, B là ai? B là mình. Khi mà B giận một người, có nội kết một người là A, là tại vì A đã nói cái gì đó, đã làm cái gì đó cho B tổn thương. B nghe trực tiếp cái điều đó, B thấy trực tiếp cái điều đó, hoặc là B nghe cái điều đó qua trung gian của X, hay là biết điều đó qua trung gian của X, là B mang một khối nội kết và B ăn không yên, ăn không ngon, ngủ không yên, làm việc không được, mất hết cả tình lạc. Và trong B nó có một cái sự thôi thúc là mình đau khổ như vậy thì mình phải tìm một người
để mà chia sẻ cái đau khổ của mình. Vì vậy cho nên D đi tìm C. C is somewhere there. C đang ở đâu đó. C là ai? C thường thường á là một người không có cảm tình với ai. Theo cái định nghĩa C là người không có cảm tình với ai. Tại vì nếu C mà có cảm tình A thì mình sẽ không tới với C đâu. Tại vì tới với C, C sẽ bên A. Cho nên khi mà mình đau khổ, mình không bao giờ đi tìm tới một cái người không phải là C. C theo định nghĩa là một người không có thích A. Mình đi tìm tới C để mà nói. Thì khi mình nói đau khổ đó thì C nói đúng rồi. Cái anh chàng A nó luôn luôn như vậy, tôi cũng giận nhiều lần rồi. Thì hai bên nói qua nói lại cho nó đỡ khổ và tưới tẩm cái hạt giống ghét bỏ và giận hờn của cả hai bên đối với A. Và một cái thế tam giác được thành lập rất là nguy hiểm. Rồi đầu A đi ngang qua thấy C với B nói chuyện thân mật quá, thấy thích, nó bữa nay thích B với cái C nói chuyện thân mật vui mà đâu có biết là hai người đó nói hành mình. Tại vì B, A rất là vô tội. Đôi khi không có tội gì hết. Chứ không có cái ý muốn làm khổ B gì hết. Thành ra A vẫn nhớ nhớ. Mà thường thường tất cả chúng ta đều là A hết đấy. Chúng ta đã vô ý nói những cái điều hay làm những cái điều làm cho người B khổ. Ta cứ tưởng rằng ta đang thương B vô cùng. Và vì vậy cho nên chúng ta vừa là A vừa là B. Chúng ta phải nhận diện A trong ta và phải nhận diện B trong ta. B và C ngồi nói chuyện rất rất thân mật là tại họ cần có nhau để họ nói qua nói lại. Trong bước chuyện họ lập thành một cái thế gọi là liên minh. Liên minh chống A. Thì ban đầu A không thấy nhưng mà một hồi sau thì A thấy. A thấy hai người, cả hai người mình, cả hai người này đều nhìn mình bằng con mắt rất là khác lạ. Người gia A trở thành ra đối tượng của sự bực bội, của sự thù ghét của B và C. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, lặp lại cái đó 2-3 lần thì cái thế tam giác nó được thành lập. Và nó như là cái gai, nó đâm vào trong gan một chân. Đi đâu thì cái gai đó nó cũng đâm vào rất là đau thốn, đau nhức rất là khó chịu. Và cái tâm giác này nó làm cho cả đại chúng ở trong tăng thân đau khổ. Thành ra khi nào thấy cái hình dạng của một thế tâm giác là thầy trụ trì phải có ý thức, là thầy chúng trưởng phải có ý thức, là sư anh phải có ý thức, sư chị phải có ý thức, sư em phải có thế ý thức báo động để cùng nhau tới mà giải tỏa phá tan thế tâm giác. Phải giúp B và C phá tan thế tâm giác, giúp A luôn. Bây giờ ví dụ mình là C thì mình phải thực tập như thế nào? Nếu mình không muốn là C mà mình muốn là D. Tại C là cái vai trò tạo tam giác. Mình không muốn là C, mình muốn là D. Thì mình phải thực tập như thế nào? Mình ngồi mình lắng nghe B, mình biết B đau khổ mình ấy. Thôi chỉ có gì đau khổ, chỉ có nói với em đi. Em sẵn sàng nghe. Và mình nghe, nhưng mà mình không có đổ dầu thêm vào lửa. Mình nghe để cho người kia bớt khổ. Cái đó gọi là bi thính. Nghe xong rồi nói tội nghiệp chỉ quá. Nhưng mà em nghĩ rằng con đường hay nhất là con đường mình tới thẳng với A để mình hỏi. Mình hỏi tại sao A đã nói như vậy, tại sao A đã làm như vậy. A có biết rằng B khổ về cái đó không? Chỉ đi tới A. Con đường thẳng là con đường ngắn nhất. Và nếu cần, em sẽ cùng đi với chị. B tình cùng đi với B để tới với A. Trong trường hợp B tìm tới A hơi khó, tất cả chúng ta
đều phải thực tập để làm đi. Đi là vị Bồ Tát, là người hòa giải, là người thực tập và sự hòa giải. Media chị Hoa Nghiêm cũng phải làm đi, chị Tuệ Nghiêm cũng phải làm đi, anh Pháp Ấn cũng phải làm đi, anh Vô Ngại cũng phải làm đi. Người nào trong chúng ta cũng đều phải đóng vai trò của đi. Mình lắng tai nghe cái người kia với tất cả lòng từ bi, rồi mình ôm lấy người kia mình nói: bây giờ hai chúng ta cùng đi tới đây để mình phá tan cái thế tâm giác, để thế tâm giác cũng đừng thành lòng, và để cho cái hiểu lầm nó tan đi. Có thể A vô tội, có thể A vụng về, có thể A đã có lầm lỡ, thì khi mà cùng đi với A với B mà tới dùng ái ngữ tránh ngữ, thì A sẽ thấy cái lỗi mình, A sẽ xin lỗi, A sẽ hứa hẹn rằng sau sẽ không có làm như vậy nữa. Mà trong hầu hết các trường hợp là ta không có ý muốn làm cho mình cái khổ, ta chỉ vì vụng về mà thôi. Cho nên tu, chúng ta đừng có nên nói theo cái ngôn ngữ thiện và ác, thì chúng ta phải thay cái ngôn ngữ đi. Đúng và sai, chánh và tà, chúng ta hãy lặp lại. Tại vì chúng ta ưa liệt cái người đó vào một phe, phe đó là phe ác hay phe thiện, phe sai hay phe đúng, phe tà hay phe chánh. Mà cái kiểu này là cái kiểu rất là nguy hiểm. Quý vị nếu có đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ, hãy đọc Tiếu. Ai có đọc giơ tay lên. Thì biết cái triết lý của bộ tiểu thuyết Trường Thiên đó là trong cái phe chánh, trong cái người gọi là phe chánh, nó luôn luôn có cái chất tà, mà trong cái người phe tà luôn luôn có một chất chánh. Tiếu Ngạo Giang Hồ là chuyện tình giữa hai người bạn trai, mà họ tới với nhau là tại vì âm nhạc thôi. Khi mà hai người ngồi với nhau để mà đánh nhạc lên, một người tấu sáo, một người đánh đàn, thì cái hạnh phúc của họ lớn như là không có hạnh phúc nào lớn hơn nữa. Mà cái bài nhạc đó tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ, hai người bạn trai. Nhưng mà cái cắt cớ là một người thuộc về cái gọi là chánh phái, còn những người bạn kia thuộc về cái gọi là tà phái. Mà theo nguyên tắc chánh không được có chơi với tà. Bởi vì vậy cho nên khi mà hai người muốn hòa nhập với nhau, phải rủ nhau đi tới một chỗ hang cùng, tận cùng, hiểm trở, mà không ai thấy, hai người mới nhìn quanh mình cũng biết chắc rằng không ai nhìn vô, thì hai người mới chơi nhạc với nhau thôi. Tại vì cái miệng lưỡi thế gian nó chánh mà chơi với tà, tức là cũng tà rồi. Còn phe này chơi với phe kia, mà anh mà là cộng sản, anh chơi với cái thứ tư bản là không được. Đó là cái bi kịch của Việt Nam. Chúng ta là anh em cùng một mẹ, nhưng mà chúng ta chém giết nhau, chúng ta không dám ngồi với nhau, không nói chuyện với nhau, là tại vì tôi mang cái bản hiệu là chống cộng, còn anh mang bản hiệu là cộng sản. Mình cái chuyện của Lần Hồ Xuân không phải là cái chuyện của Lần Hồ Xuân không phải là cái chuyện ở trong tiểu thuyết, mà là chuyện của sự thật. Gà mà nhà bôi mặt đá nhau. Chúng ta thấy những người sinh viên ở Hà Nội đi qua học bên Úc, rồi thấy những người sinh viên tị nạn cộng sản liệm cà chua, liệm trứng thối vào những người sinh viên đó, rất là tội nghiệp. Mà tại vì hai người trẻ
là giống nhau, là anh em của nhau. Nếu mình sinh ra trong cái nhà đó thì lớn lên mình phải thành như vậy. Nếu mình sinh ra một gia đình chống cộng thì lớn lên mình thành thanh niên chống cộng. Nếu mình sinh ra từ một gia đình cộng sản, lớn lên mình thành cộng sản. Rồi mình thích hay không thích. Vì vậy cho nên anh em mở mắt ra mình nhìn nhận nhau là chuyện quan trọng. Cái chánh và cái tà nó không phải là cái thực chất của mình. Tại vì trong cái chánh nó có tà, trong tà nó có chánh, sự thực là nó như vậy. Đó gọi là tương thích. Vậy vậy cho nên chúng ta tập để đừng có suy tư theo cái chiều hướng của thiện ác, đúng sai và chánh tà. Chúng ta làm ngược lại cái điều đó. Chúng ta tập suy tư trên cái cơ bản khéo hay là không khéo, có nghệ thuật nhiều hay là có nghệ thuật ít, more or less skillful. Đây là một cái dimension mới mà thầy đưa ra để cho quý vị thực tập một cái bình diện mới. Tại vì ta không có muốn làm cho người kia đau khổ, thật tình ta không muốn làm cho người kia đau khổ. Ai ở trong chúng này mà muốn làm cho sư anh của mình khổ, hay sư chị mình khổ, hay là sư em của mình khổ, hay là học trò của mình khổ? Không có ai đâu. Nhưng tại vì chúng ta vụng mà vụng khi nói, khi cười, khi hành xử mà làm cho người kia khổ. Vì vậy cho nên tu là một vấn đề nghệ thuật hơn là một vấn đề chính tà. Và chánh niệm là chất lượng của nghệ thuật. Tại vì khi mình có chánh niệm thì mình sẽ khéo hơn. Chắc chắn là khi cho chánh niệm mình sẽ có ý tứ hơn, sẽ khéo hơn. Một bà mẹ nuôi con gái thì nó con ơi, con đi đứng nằm ngồi cho có ý tứ. Mà có ý tứ thì con đẹp ra nhiều lắm. Ý tứ đây là chánh niệm. Khi mình có ý tứ thì mình không có làm cho cái omelette của mình cháy. Khi mình có ý tứ thì cái bát canh của mình nó sẽ không mặn quá. Tại vì cái ý tứ nó cho mình biết cái gì mình đang làm, mình có làm đúng hay không. Và khi mình nói năng có ý tứ thì mình không có gây những cái lầm đó, mình không có gây những cái vòng dài, làm những cái chuyện vòng dài gây đau khổ cho người. Cho nên tất cả chúng ta đều là A. Chúng ta biết rằng chúng ta không có cố tình làm khổ B, nhưng mà có thể vì đang vụng về mà ta đã nói và đã làm một cái làm khổ B, và ta phải công nhận điều đó. Tại vì ai trong chúng ta là dám công nhận mình là một cái nghệ sĩ cao nhất không? Chúng ta đều đang còn học hỏi thầy cũng vậy. Và càng ngày chúng ta càng có chánh niệm hơn và càng khéo léo hơn để không gây đau khổ cho người kia. Tu là một nghệ thuật. Đó là đề tài của bài thầy viết. Năm hồn thầy mới có 20 tuổi. Tu là một nghệ thuật. Thầy tu là một nghệ sĩ. Và vì vậy cho nên A phải là một nghệ sĩ để đừng có vụng về tạo đau khổ cho B. Và khi mà B đã đau khổ mà tới với A để nói thì A có thể nói rằng xin lỗi em, chị vụng về thôi, chị không có muốn làm cho em khổ, chị xin lỗi em. Đó là câu nói mà chúng ta phải học thuộc lòng từng chữ, và chúng ta có thể nói bất cứ lúc nào. Khi mà thấy người kia khổ là ta có thể nói được. Và thầy đã từng xin lỗi học trò của thầy. Thầy xin lỗi con.
Ta thực tập với tư cách của A, chúng ta thực tập với tư cách của B, đừng có đi tìm C, đừng có tạo thế tam giác. Tại vì có một thế tam giác rồi, nó sẽ có thế tam giác thứ hai. Tại vì C sau khi tưới tẩm những hạt giống bực của mình, nhờ B đã đi tìm tới anh S, rồi lập thế với mình với anh S và có cái tam giác thứ hai. Rồi S cũng làm như vậy, có cái tam giác với R, và mình đi vào một cái mê lộ. Chúng ta đừng có để cái sống thường của chúng ta đi vào cái mê lộ đó. Chúng ta đừng có để cái sống mới của chúng ta đi vào trong mê lộ. Hạnh phúc của chúng ta là do chính chúng ta làm ra. Chúng ta phải khéo léo, chúng ta phải ngồi với nhau, chúng ta phải định đoạt cái strategy, cái chiến thuật để chúng ta sống có hạnh phúc. Tại vì chúng ta là chỗ nương tựa cho không biết bao nhiêu người trên thế giới. Nếu chúng ta không có hạnh phúc thì tội nghiệp cho họ lắm. Hàng triệu người đang tin tưởng nơi chúng ta. Chúng ta bắt buộc phải có hạnh phúc. Và chúng ta có những phương pháp để thực tập hạnh phúc. Trong đó phương pháp nghe và phương pháp nói là hai phương pháp mà ta có thể thực tập, gọi là phương thai mỗi ngày.